Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thưa quý vị, tiếp theo là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đưa ra sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm sắp tới. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, theo báo Thanh Niên ngày 10 tháng 11 năm 2020 loan tin, trước diễn biến thiên tai ngày càng trầm trọng ở Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã đưa ra sáng kiến trước Quốc hội Cộng sản là nên trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới đây. Theo đề nghị của ông Phúc, việc trồng cây xanh này không chỉ được thực hiện trên rừng mà còn được thực hiện ngay trong các khu đô thị. Nói về vấn đề bão lũ vừa xảy ra trong tháng 10 vừa qua, ông Phúc nói rằng nhà cầm quyền đau buồn khi thiên tai bão lũ các vụ sạt lở đất đã làm chết nhiều người dân vô tội. Nguyên nhân của các vụ sạt lở, bão lũ ở các khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên được ông Phúc nói là do biến đổi khí hậu. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì ông Phúc cho rằng vẫn phải bảo vệ rừng một cách nghiêm ngặt. Ông Phúc còn nhắc lại, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông đã yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên, nhưng trong thời gian tới thì cần phải thi hành yêu cầu này của ông. Phát ngôn này của ông Phúc làm cho dư luận Việt Nam lo lắng, vì thường sau lời nói của ông Phúc thì các hành động sẽ bị làm ngược lại. Giống như chuyện ông nhiều lần tuyên bố giảm giá thịt heo, nhưng cứ sau mỗi lần tuyên bố thì giá thịt heo lại tăng thêm, hoặc như là tuyên bố đóng cửa rừng của ông Phúc thì rừng lại bị tàn phá nhiều hơn. Thí dụ như là năm 2016, ông Phúc tuyên bố đóng cửa rừng, cấm không cho chặt bất kỳ một cây nào nữa, nhưng thực tế thì chỉ tính riêng trong năm 2019, Tây Nguyên đã mất 16.000 hecta rừng tự nhiên. Có thêm một Facebooker bị bắt với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước. Nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Nghệ An đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Lâm với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự vì những bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông mang tên Lâm Thời. Truyền thông Nhà nước Cộng sản đưa tin Công an Cộng sản tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khởi tố ông Lâm vào ngày 6 tháng 11. Theo đó, thì ông sẽ bị biệt giam ít nhất là 4 tháng để điều tra và sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu như bị kết tội. Dẫn nguồn tin từ Công an địa phương, báo chí nhà nước cho biết, Công an thực hiện lệnh bắt sau khi mà nhận được thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An về các hành vi vi phạm của ông Lâm. Ông Lâm đã đăng tải và chia sẻ trong Facebook Lâm Thời nhiều video, hình ảnh, bài viết có nội dung chỉ trích chế độ Cộng sản Việt Nam và bêu xấu nhiều cơ quan nhà nước cùng với viên chức Cộng sản cao cấp. Công an Cộng sản Nghệ An nói rằng đã thu thập được 35 tài liệu phát tán bởi ông Lâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong số này, thì ông Lâm được cho là đã phát trực tiếp 3 video, sản xuất 18 bài và đăng tải trên Facebook và chia sẻ 13 bài của các trang mạng đối lập với chế độ. Về vụ bắt giữ ông Lâm nằm trong chiến dịch trấn áp giới bất đồng chính kiến trước thềm đại hội 13 của đảng cầm quyền. Từ đầu năm cho đến nay, thì Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ 29 người hoạt động và Facebooker. 14 trong số họ bị cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước và 7 người bị cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cùng lúc đó, thì tin tặc mạng Việt Nam nhắm vào những người bất đồng chính kiến ở Đức. Những người bị nghi ngờ là tin tặc do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hậu thuẫn đang nhắm vào những người bất đồng chính kiến Việt Nam sinh sống tại Đức. Một cuộc điều tra của đài truyền hình Đức, BR và tuần báo Chess Online đã tiết lộ cách thức nhóm Ocean Lotus, tức là ATT32, đang sử dụng trò lừa đảo trực tuyến, lỗ hổng mạng và các chiến thuật tương tự. Những câu chuyện về những nạn nhân đã đưa ra góc nhìn hiếm hoi về việc sử dụng gián điệp mạng nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền. Theo tờ Daily Swift đưa tin, nhóm Ocean Lotus trước đây cũng có liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào các cơ quan chính quyền Trung Cộng để có được thông tin về virus coronavirus, cũng như các cuộc tấn công riêng biệt nhắm vào các công ty khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động bị cáo buộc của nhóm này ở Đức bao gồm việc đánh cắp bí mật công nghiệp từ hãng xe hơi BMW. Theo thông tin từ cuộc điều tra, nhóm Ocean Lotus chủ yếu nhắm đến các thực thể có liên hệ tới Việt Nam về lĩnh vực chính trị, các nhóm tôn giáo hoặc thậm chí là các cuộc biểu tình xung quanh sự việc tràn chất độc đã xảy ra trước đây. Công ty CrowdStrike cho rằng nhóm APT32 có thể là một đơn vị trong quân đội Cộng sản Việt Nam có tên là Command 86. Số lượng nhân sự của đơn vị này chưa được xác nhận nhưng hoạt động của nó rất rộng rãi. Tin sau đây cho hay thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản sau khi bị đại dịch COVID-19 trì hoãn.
Bộ Ngoại giao Cộng sản cho biết rằng 64 y tá thực tập sinh Việt Nam đã đến Nhật Bản vào hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 11, sau khoảng thời gian trì hoãn khoảng 6 tháng vì đại dịch COVID-19. Điều này diễn ra khi mà Nhật Bản và Việt Nam đồng ý nới lỏng các hạn chế biên giới với điều kiện khách du lịch thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ liên quan tới lây truyền COVID-19. Việc thực tập sinh Việt Nam dẫn tới Việt Nam đến Nhật Bản đã diễn ra theo như một thỏa thuận song phương có hiệu lực vào năm 2012. Ngoài Việt Nam thì Nhật Bản cũng tiếp nhận các ứng viên y tá và chăm sóc viên từ Indonesia và Phi Luật Tân theo các hiệp định đối tác kinh tế tương tự. Những người chăm sóc này cần phải tham gia kỳ thi cấp giấy phép của Nhật Bản để cho phép họ hành nghề tại Nhật. Theo tờ báo The Japan Times đưa tin, thì mặc dù đại dịch coronavirus gây ra sự gián đoạn lớn đối với du lịch quốc tế, nhưng Nhật Bản cũng đang đàm phán với Indonesia và Phi Luật Tân để xúc tiến vào việc đưa các nhân viên y tế đến nước này. Nhật Bản đang tìm cách sử dụng lao động ngoại quốc để nâng cao thứ hạng ngành điều dưỡng của họ, khi mà quốc gia này đang bị thiếu hụt lao động, mà phần lớn là do tỷ lệ sinh giảm và dân số già. Theo như Bộ Y tế thì lao động và phúc lợi tính cho tới tháng 8 năm 2019, thì có khoảng 6.400 người đã đến Nhật Bản từ 3 quốc gia Đông Nam Á trên để tham dự kỳ thi hàng năm. The Magic Fish, tác phẩm truyện tranh đầu tay của tác giả Trung Lê Nguyễn. The Magic Fish là tác phẩm đầu tay của tác giả truyện tranh Trung Lê Nguyễn. Tác phẩm được trình bày qua cái nhìn một thiếu niên người Mỹ gốc Việt đương thời tên Tiến. Tiến là người đàn ông đồng tính và đang gặp khó khăn trong việc thừa nhận về giới tính thật của anh trước gia đình. Tiến và gia đình em rất thích truyện cổ tích. Trong thời gian rảnh, Tiến và mẹ đọc sách cho nhau nghe. Hai câu chuyện đầu tiên được kể là Alolora của Đức và Tấm Cám của Việt Nam. Câu chuyện thứ ba là phiên bản kể lại của Nàng Tiên Cá. Mỗi câu chuyện của cho phép Tiến và mẹ suy ngẫm về cuộc sống của chính họ và kết nối với nhau. Theo tờ New York Times, tác giả Trung Lê Nguyễn là một người kể chuyện tài năng và tiểu thuyết đồ họa giúp phát huy thế mạnh của anh. Các chi tiết cổ tích anh kể được sử dụng với nhịp độ có chủ ý và phần minh họa đẹp mắt giúp tạo thêm điểm nhấn cho những cảnh lãng mạn hoặc u sầu. Bên cạnh đó, trong tác phẩm của anh, hình ảnh truyền thống của Việt Nam thay thế cho đặc điểm Mỹ học châu Âu. Những hình ảnh trên kết hợp với sự chu đáo và lòng trắc ẩn mà anh Trung Nguyễn đã dùng để tìm hiểu hành trình cảm xúc của nhân vật khiến tác phẩm The Magic Fish trở thành nền sáng tạo một cách đặc biệt. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Wisconsin cũng như là từ Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón xem. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.